Vậy là cái viên gạch cuối cùng cũng đã được lót lên cái nền nhà của ông bà nội của bé Kim Chi. Coi như ngày nay làm gần 8 tiếng không? 8 tiếng không anh Hùng? Trên Trên 8 tiếng. Nói với anh thì cái nền này nó so với dự tính ban đầu của anh á thì nó có khó khăn hay là như thế nào, anh có thể chia sẻ với cô bác anh Hồi đó tính cũng cái nền cũng bằng phẳng, tại vì căn nước lợ nó quá cao, cao thấp chênh lệch cái tắc tắc mấy. Rồi mất thêm vật tư, thêm đá, rồi thêm xi măng, rồi thêm cát nữa. Rồi. Thưa cô. Vậy là cái viên gạch cuối cùng cũng đã được lót lên cái nền nhà của ông bà nội của bé Kim Chi. Bùi Hồ cùng với lại anh Một Đồng cũng cố gắng kêu anh để ghi lại cái khoảnh khắc này chia sẻ cho cô bác anh chị. Rồi lót đi anh. Làm chậm chạy tiến độ đừng chửi nha. Coi như ngày nay làm gần 8 tiếng không? 8 tiếng không anh Hùng? Trên Trên 8 tiếng. Tại làm đâu có nghỉ trưa đâu. Để đó chứ tắng đâu. Tôi để đó. Trong chương trình tôi bắn này cho. Bắt qua con này đồ đồ này ra đó. Đâu có tắng. Nó bị gì á anh Hùng? Xong. Và buổi chiều hôm nay thì các anh thợ cũng đã coi như gần hoàn thành cái phần lót nền cho ngôi nhà cũng như là dán gạch đó cô bác của anh chị. Thì anh Một Đồng là người chuyên leo cây thốt nốt ở Tịnh Biên, bây giờ anh sẽ leo một 20 cái trái dừa dứa để cho anh Hợp với lại anh Hùng với lại anh lớn uống để cho biết cái hương vị dừa dứa ở Hậu Giang ha. Bỏ đây đi. Dạ. Bây giờ còn còn có mấy trái à, mình leo để đãi cho anh Hợp thợ hồ. Ừ. Coi chừng ta gượt mình nha anh. Vậy. Coi chừng ta gượt mình nha. kinh khủng không? Còn có mấy trái hả anh? Còn mấy trái? Được mấy trái anh Đồng? Đây là cái buồng dừa dứa mình nói anh Đồng khoan hái hết, tại vì chờ cho mấy anh thợ uống nữa, còn khoảng 4 đến 5 trái gì đó thì để cho mấy anh thợ đẩy mình thợ uống luôn. Chú á thì không có biết leo cây, thành nữ chú chỉ chọc thôi, chú lội nước thì giỏi mà leo cây thì không hay. Trái đó cũng to anh Đồng. Được 5 trái không? Hơn mà. À hả? Ngôi nhà thì lót nền hồi sáng giờ cũng hơn 8 tiếng. Dạ, dục đó đi anh. Đùng. Thôi để lên trên đi cho nó dễ hơn. Dạ. Lên trên dễ đỡ hơn. Trời ghê vậy. Nó khó xây hơn thốt nốt không anh Đồng? Nó khó xây hơn thốt nốt không? Thốt nốt có già muốn. Dạ hả? Chiếc ghe đó vừa chạy vừa nghe cải lương kìa. Ba trái. Năm trái thôi nghe. Bốn trái. Hay là hết buồn nữa luôn? Hết buồn luôn hay sao? Năm trái. Hết luôn hai nha. Nó còn mấy trái? Còn ba trái. Hết luôn đi. Hết đi giờ cho cô chú uống luôn. Ừ. Sáu trái. Bảy trái. Đây là một chiếc
ghe đi biển. Tạm chạy. Rồi xuống được rồi. Gặp anh Đồng leo được chứ Bùi Hồ mà leo lên đó chắc khoảng nửa tiếng mới tới được cái ngọn đó. Dừa dứa uống rất là thơm, thơm cái mùi lá dứa cô bác anh chị. Về miền Tây á, mà uống dừa dứa thì mát lắm. Mà đặc biệt á, trái dừa này á thì không nên, mình đoạn đường đi xa thì không nên uống nước dừa. Chỉ uống nước dừa khi ở nhà và uống ban ngày thôi. Tại dừa tối uống nó cũng không có tốt bằng ban ngày. Bí quyết nào leo hay với anh Đồng? Bí quyết nào leo hay vậy? Để bút lốt quen rồi. Rồi anh chặt thốn nốt được không? Dạ. Anh chặt thốn nốt được không? Được. Rồi giờ lát để chặt dừa luôn. Qua bên đây nè. Đây nè, con ra đây nè, sao lấy? Đâu có vô nhà vớt, con chặt luôn. Đây nè, đây nè. À, lấy được mà. Nước sâu lắm á. Té gắn chịu. Lấy cái cây khiều. Nó nó vớt dừa chú ơi. Chú vớt dừa. Dạ thôi bây giờ đi vô trong. Dạ lại vớt cô cực khổ còn ra công leo nữa. Vớt dừa chặt cho mấy anh thợ đãi mấy anh thợ hồ. Tại vì mấy anh thợ hồ chưa được uống dừa dứa. Chú lấy cây dầm kìa. Cây dầm đây nè. Dạ. Bốn trái. Tám trái nha chú. Nó bị đun ăn hay sao á? Đưa anh Đồng kìa chút, đưa anh Đồng kìa. Đẻ à? Dạ. Rồi. Rồi, chú cùng mời chú chặt. Chú chặt được không? Được mà, để cho bả chặt đấy hả? Hay hơn. Bà đó, ơi. Bà ơi. Chặt dừa. Chặt dừa bà ơi. Ê, chú leo luôn kìa. Trời ơi. Rồi anh cắp hết buồn dừa luôn rồi. Dạ. Chặt dừa bà ơi. Chú kêu chú. Bà ơi chặt dừa cho mấy chú hết bà ơi. Vui ghê không? Còn ở đây là quay nè, ở đây cho cô bác anh chị thấy nè. Đây. Đây là nhà vị nhà lớn đã xong hết rồi. Gạch này là gạch giả gỗ, xong chưa anh? Ủa rồi thợ hồ mà biết làm sắt luôn hả anh Hợp? Đây luôn lúc mà anh Hợp anh lót cái này á, rồi cái này nó hơi thấp nên anh phải nâng lên tí xíu, nâng cánh cửa lên ha. Đúng rồi, để cho nó vừa. Vừa chưa anh? Xong chưa? Rồi ở trong này nè, cho cô bác anh chị coi nè, đẹp tuyệt vời không? Quá đẹp ha. Ở phần trước này sáng lắm nè, đó. Hồi sáng giờ là làm xấu là anh Hợp làm, còn làm đẹp là anh Hùng làm. Nói vậy chứ anh Hợp anh phải chạy tới chạy lui, anh phải chạy đi kiếm đồ nghề, mua cây khoan rồi tội nghiệp anh lắm. Ảnh là không bao giờ đứng yên tại chỗ được, đúng không anh Hùng? Rồi xong đúng không? Đẹp quá ha anh Hùng ha. Có nhiều cô bác anh chị nói sao nhà nào Bùi Hồ cũng chơi màu này hết trơn vậy. Nói vậy chứ người lớn tuổi thì chơi màu này thì sử dụng màu này thì nó phù hợp hơn anh Hùng. Nếu như mà hai vợ chồng trẻ trẻ thì sử dụng màu cho xanh hay gì anh Hùng ha? Dạ, màu sắc. Dạ. Với lại ngôi nhà này thì cô chú cũng đi làm nhiều ít ở nhà nên là nữ là mình chơi màu này nó cũng phù hợp với cái tuổi của cô chú nữa. Bắt đầu là xong rồi đó ha.
Rồi. Mệt dữ không? Cũng có mệt có khỏe. Dạ. Bữa nay thì nó ngay vất vả hơn các trận. Ờ sao ạ? Tranh thủ. Dạ. Mà không nghỉ trưa tranh thủ được ghiếp về Cà Mau. Chạy việc liên tục ha. Rồi xong. Đây nè, câu này đẹp lắm. Tí xíu nữa lao này là đẹp lắm cô bác anh chị. Nói sao à? Chấp, bị chấp. Dinh đó. Hả? Chấp, dinh chấp. Dinh phải đập ra hả? Ngay mặt đi, đừng ngay mặt đi. Trung bồn mình đã được. À. Kỹ rồi ha, đập bỏ luôn. Bỏ, ai dùm hẹn đó. Để sao suốt đợi. Dạ hả? Ủa là bị sao mà gỡ lên rồi? Chấp, chấp dẫn gốc á. À. Ngay này ngay mặt đi. À. Cao có đâu, chị có đo không? Hầu mới đây muốn cần khô à. Phải mua cái tấm màn treo lên luôn kìa. Cái dây chì. Có dây chì không? Dạ. Để lấy cái chì mà. Vậy là khoan. Khỏi hả? Có ốc không anh? Khoan ở đây nè. Cái có chân dính đấy anh hả? Ôi, ôi, treo này lên nữa em cảm thấy sao hổ nổi không? Thôi ôi. Nổi như cái cù lao vậy. Ôi kìa, nổi bạc luôn. Phải có người cầm cho anh hợp khoan mới được. Cầm ơi, cầm ơi, kiếm cái gì cầm ơi. Để em cầm cho. Cái gì cầm không biết xuống đâu. Anh hợp là nữ công gia chánh luôn á. Hồi sớm là nó hơi bị chinh hình. Dán được không lắm? Được không? Không được em xuống em dán cho. Lấy hồ dầu vô chứ thôi. Không được cho bụi hồ nó làm hồ một bữa đi. Này em múc ra hồ dầu ra. Đúng rồi là lật ra vậy á. Đúng rồi đó. Cái cổ này cao. Chị mua nó hơi thấp rồi đúng không? Không nhưng mà anh vậy nó sạch chị ơi. Vậy nó sạch. Luôn với chị không anh? Bấm miếng ốc kinh gì? Bấm miếng cổng cổ cho. Rồi bắt đầu luôn cái cọng dây chì ngang rồi bắt đầu là mát cái cọng dây chì đó lên mấy con ốc. Đúng rồi. Chứ mình không khoan vô cái dòng phải được. Tại cái này lột da lột vô để mình giặt á. Đúng rồi. Anh Hợp mua cái cây khoan màu nó bị tối với anh Hợp. Ngồi đó mà đi bớt. Ổ điện đó. Ổ dạ điện nước. Cái con đó nó dài quá anh Hợp. Dài quá. Dài quá, trứng con nhỏ nhỏ một tí. Khỏi gần dây chì cũng đẹp ha. Tại vì có ứng thử á. Nên mình nghĩ là con nữa luôn hả anh hả? Hết luôn.
đưa ảnh chị cô. Đó, chắc ghê chưa? Có thịt con ơi. Có ốc chưa? Cái lỗ đó vừa tháo ra không anh Hợp? Vừa. Vừa hả? Đây không hả? À. Mà có thợ bắn mấy con ốc gì thì nó nặng luôn. Nó tiện ha. Đúng rồi. Khỏi cần căng dây chì, nó bị dùng mà sau này dây chì nó bị dùng. Đúng rồi. Ai, giỏi quá anh Hợp ơi. Cảm ơn nha. Học sinh giỏi 10 điểm. Đẹp không? Ủa nó vừa đi mấy thầy ơi. Trời ơi, nó vừa kìa. Đây đây. Đó. Giạt dao. Có dao không chú? Dao giạt ra. Thổi giạt. À, dạ, khoét thôi. Đẹp ha. Cái màn đây cô chú anh chị. Có duyên ghê á. Đưa lên cái nổi. Cái màn này mà không có anh Hợp là không đẹp đâu. Ừ. Đó mình mấy màn giạt là đi treo không đó. Anh đi treo không hả? Đây là nữ căng thẳng ha. Đang ra ăn luôn. Đẹp quá. Quá đẹp. Uống nước dừa anh Hùng ơi. Dạ. Uống nước dừa đi anh, dừa dứa này anh Đồng mới leo nè, mới ăn cấp á. Má này thẩm mỹ lắm, cái nào mà nó bị lỗi tí xíu là mấy anh phải làm lại à. Đúng anh Hùng. Lấy cái lao này không? Cái này hồi sớm nó hơi bị danh hơn Hùng. Đi tới luôn chết. À. Lúc mình mới lót rồi á. À. Đi nhóm. À. Nên là nữ là mình phải làm này lại. Vậy là lỗi là tại em hay tại anh? Tại người đi. Chút nữa đi là phải né này ra. Rồi. Rửa mặt cái đây rửa. Trời, cảm ơn chú. Một chai dừa dứa nữa. Uống đi anh Hợp. Dừa dứa hả? Dừa dứa, uống ngay. Dừa dài mà uống dứa nhiều quá. Ừ. Thơm quá. Rồi. Rồi chú. Dạ, cảm ơn chú. Rồi, rồi, đây. Dừa dứa này thơm quá luôn á. Đây anh yeah. anh Sang. À, bây giờ cũng xong rồi thì để mấy anh thợ uống mấy trái dừa dứa. À. Ngon không anh? Ngon không anh? Thơm không? Thơm. Thịt dứa nha. Vừa uống vô là thơm mùi dứa liền. Ngon quá. Mấy anh thợ đang hoàn thành cái phần còn lại. Uống cái anh Hùng ơi. Chúc mấy cháu vừa dứa được nhiều sức khỏe nha. Dạ con cảm ơn. Mà ăn với gửi lại xăm em. Có cái nhà này đẹp dữ lắm mà. Nghe hả? Cái nhà này mà nó mần ăn không khá nữa là thôi vậy. Thiệt.
Nói gì chứ nhiều người có cái nhà dòm thấy buồn, nhiều dạ. người có nhà dòm thấy vui. Nhà này thấy vui hay là thấy buồn? Thấy vui. Thấy vui. Ừ, bà thấy ngôi nhà sáng không? Sáng. Còn mấy ông thợ thì cắt sao? Mấy ông thợ cũng làm kỹ lưỡng mà, thấy kỹ lưỡng. Dạ. Vậy là hơn 8 tiếng đồng hồ gồng gã, đổ mồ hôi các kiểu rồi chạy tới chạy lui mua đồ thì anh Hợp cùng với lại anh Hùng, với lại anh Lớn, với lại anh Sang cũng đã hoàn thành cái phần lót gạch và cũng như là tráng nền cho cái ngôi nhà đó cô bác anh chị. Cũng thương lắm. Là từ sau khi mà làm xong là từ Cà Mau vượt hơn 100 km là mấy anh em trở về đây. Bởi đối với anh thì cái nền này nó so với dự tính ban đầu của anh á thì nó có khó khăn hay là như thế nào, anh có thể chia sẻ với cô bác anh chị. Đó tính cũng cái nền cũng bằng phẳng, tại vì là căn nước lợi nó quá cao, cao thấp trên lệch cái tắc mấy. Yeah. Rồi mất thêm vật tư, thêm đá rồi thêm xi măng rồi thêm cát nữa. Thưa cô bác anh chị thì lúc trước á khi mà chưa được chị Chi hỗ trợ cái phần nền nhà thì chị Chi hỏi là em dự tính khoảng bao nhiêu, thì hỏi sơ anh Hợp là dự toán sơ sơ bộ thì anh Hợp nó khoảng 10 triệu, lúc đó anh Hợp còn ở Cà Mau. Thì sau khi lên đây hôm qua anh coi thì sáng nay cân để mà cân nền á, lấy cốt cân nền á thì có những chỗ cái nền này nó sâu, nó lõm xuống hơn 1 tấc, có những chỗ thì nó khoảng 4-5 tấc anh Hợp ha. 4-5 phân. Thì thành thử là hôm qua là kia anh Vũ đó kêu giùm anh Hợp cái phần cát với đá, tuy nhiên là một tí xíu là thiếu, thành thử là anh Hợp cứ chạy tới chạy lui sáng giờ luôn. Bây giờ cũng còn mệt á. Thì dự tính ban đầu á là anh Hợp là nói 10 triệu nhưng mà kêu thêm vật tư phát sinh nữa là 1 triệu nữa. Tổng cộng cái phần mà lót nền nhà gồm có công nè, rồi gạch nè, rồi cát đá là anh Hợp bao tiêu hết là 11 triệu, cực khổ lắm. Thì em thay mặt cho Quý Mạnh Thường Quân cũng như là chị Chi ở Mỹ gửi cho anh cái phần này là 11 triệu. Đây là phần lót nền cũng như là tráng gạch. Và thông tin với cô bác anh chị thì ngày mai ngày này Bùi Hồ sẽ bàn giao nhà đó. Thì sẽ công bố luôn cái số tiền Mạnh Thường Quân ủng hộ ha. Và cái phần lót nền đó thì chị Chi ủng hộ là 500 đô. Rồi đủ. Đủ chưa? Ông, em cũng thay mặt mà anh chị cảm ơn chị Chi rất nhiều. Dạ. Cô chú có nói lời nào nói đối với các anh thợ không? Cũng cảm ơn anh thợ Hồ này cũng quá nhiệt tình. Dạ. Bốn anh luôn. Dạ, các thợ thợ sắt cũng nhiệt tình mà bên thợ Hồ cũng nhiệt tình quá với gia đình tôi cũng rất là cảm ơn anh nha. Dạ dạ. Xong cái thước phim này là chạy về lại Cà Mau lại. Thưa cô bác quý anh chị á, để có được cái ngôi nhà này thì ngoài sự ủng hộ của Quý Mạnh Thường Quân thì Bùi Hồ cũng nhận được một cái tin rất vui mà hôm nay thông báo cho cô bác quý anh chị, đó là anh Lê Quang Nhiêu ở Mỹ. Lúc đó thì Bùi Hồ mới nhận được có 19 triệu thôi. Thì anh Nhiêu anh nói em cứ cất đi rồi Mạnh Thường Quân ủng hộ bao nhiêu thì anh sẽ bao xô cái phần còn lại. Đó, thì anh Nhiêu có thông báo với Bùi Hồ lại nên Bùi Hồ mới có mạnh dạn và cất được cái ngôi nhà như thế này. Ngày hôm nay thì xin chân thành cảm ơn tất cả các cô chú, quý anh chị Mạnh Thường Quân trong nước và ngoài nước đã tận tình chung tay giúp đỡ cho những hoàn cảnh khó khăn nói riêng và những cái nói chung là cái hoàn cảnh của cô chú với lại bé Kim Chi ở đây. Thì rất không có gì biết nói gì hơn á là chúc các anh thợ Hồ luôn có một cái sức khỏe dồi dào để còn gắn bó với em cho những cái hoàn cảnh khó khăn khác nữa ha anh Hợp. Thôi bây giờ thì ngày hôm nay biết các anh về thì cô chú cũng đã nấu một cái con gà, làm một cái con gà nấu cháo để các anh dùng nồi thì sau đó anh sẽ chạy về Cà Mau. Cảm ơn cô bác anh chị rất là nhiều ha. Quay một cái nồi cháo ngon lắm ở trong kia nữa kìa. Chú vui sao muốn khóc hay gì vậy? Quá mừng. Dạ. Thôi cảm ơn anh là nhiều, dạ, rất là nhiều. Vượt dạ. từ Cà Mau hơn 100 km á là làm là không nghỉ luôn, không nghỉ trưa luôn. Bây giờ chạy về Cà Mau nữa nè. Cảm ơn anh rất nhiều ha. Rồi. Đây là cái phần cháo gà cô mần từ hồi trưa đến giờ. Và đây là cháo nè, chấm với lại muối tiêu chanh ha. Trời ơi nhìn thèm chảy nước miếng luôn anh một đồng. Ngon không? Quá ngon anh. Ôi ơi, cháo gà, muối tiêu chanh. Cái này không có làm gà, làm ôi gà. Ôi, ngon quá. Đây là cái phần mà đãi cho các anh thợ Hồ. Hôm trước thì mấy anh thợ sắt ăn cũng khen là cô nấu ăn rất là ngon và đặc biệt là rất là lo rất là chu đáo cho các anh thợ để có sức khỏe để các anh thợ làm.
Mời cô chú cùng thưởng thức cái món cháo gà với lại các anh em cũng như là các anh thợ ha. Cảm ơn quý mạnh thường quân rất là nhiều luôn.